Là thư của chương trình dành cho hai mẹ con. Kim Thảo, người mẹ có tính cách sôi nổi, đảm nhận vai trò người dẫn chương trình không riêng trên sóng phát thanh mà còn cả trên màn ảnh nhỏ. Con trai Trần Mạnh Chính 5 tuổi, tên gọi thân mật là Pol. Quỳnh, người mẹ với vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính nhưng rất hoạt bát và thoải mái. Con gái Bùi Lam Phương 5 tuổi, cả nhà vẫn gọi yêu là Cherry. Chào mừng hai mẹ con đã đến với chương trình Cha Con Hợp Sức. Hãy chuẩn bị để đi gặp đối thủ của mình. Con sẵn sàng chưa? Bây giờ mẹ con mình sẽ lên nhà này, dọn đồ cất vào đây này. Và sau đó thì mình sẽ cùng lên đường nhé. Đồng ý không Cherry? Đồng ý. Con phải ăn cho mẹ ba bát được không? Mua này. Xong rồi cầm lá thư nhé. Bây giờ mình cùng khởi hành nhé.